quý vị các bạn. Hôm nay đây là tập 2, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây chính là bộ sưu tập Doraemon. Và có phía sau nữa đây. Ta-da, ta-da. Đây. Đây, giờ mình sẽ giới thiệu từng con nha. Đây là Doraemon. Bạn này rất là thông minh. Nhưng bạn này có cái bộ túi này thần kỳ. Đây cho các bạn xem. Đây nè. Đó, bạn này còn rất là thông minh. Nhưng bạn này thích nhất là ăn bánh rán. Đây. Đó. Thấy con này đẹp thì comment cho mình dưới nha. Cái này bằng đồ chơi, cái này bằng nhựa, bằng đồ chơi á. Mua đắt lắm. Tới được con tiếp theo. Trời ơi, con này nó té. Thôi cho nó đứng đi nha. Rồi. Đây là Nobita. Bạn ấy học ngu lắm, nhưng mà bạn ấy rất là hiền lành. Đây. Đây, bạn ấy rất là hiền lành, bạn ấy rất là tốt bụng, bạn ấy hay giúp bạn bè lắm. Nhưng mà suốt ngày chỉ bị trai ăn đánh. Đây, mình sẽ để con này ở đây nha. Con tiếp theo. Ủa trời ơi, sao nó mất cái tài vậy? Đây, cái này em mình nó quậy quá, nó phá quá. Thôi kệ, đây, dù gì mất cái tay hôn cảm nha. Thôi, thôi bỏ qua đó đi. Rồi, đây là Sunio. Bạn ấy nhà giàu lắm, nhưng mà bạn ấy rất là nhiều tiền. Nhưng mà bạn ấy tới bộ sưu tập xe nữa đấy. Nhưng mà, nhưng cái mỏ bạn ấy sao sao á. Đây nè, mỏ bạn ấy dài. Thôi nói chung là kệ đi. Đây, đây là bộ tóc của bạn ấy. Đây, bạn này là nhà giàu đại gia, nhưng bạn ấy chỉ là đồng bọn với trai ăn thôi. Bạn ấy xấu tính lắm, nhưng mà cũng hiền lành một chút. Mình sẽ để bạn ấy ở đây nha. Bạn ấy tự tin mình là đẹp trai, nhưng mà bạn ấy có bộ tóc rất là đẹp tới bà sần luôn nè. Đây nè. Không biết sao sao không. Rồi. Rồi. Đây là Shizuka. Bạn ấy tính của bạn ấy rất là lịch sự, bạn ấy rất là ngoan và biết nghe lời mẹ. Bạn ấy rất là thông minh. Nhưng mà bạn ấy, đây, có hai bộ tóc này đẹp. Đây, cho các bạn xem đây nè. Đó, đây. Bạn ấy có hai cái bím xinh xinh. Đây. Bạn ấy có bím xinh xinh. Nè, mình cũng có bím xinh xinh nè. Nó giống mình thôi. Các bạn thấy mình giống Shizuka không? Hãy comment cho mình biết nha. Con tiếp theo. Rồi, đây con cuối cùng. Đây là bạn JN. Bạn ấy có cái bụng to. Bạn ấy có tay đấm rất là mạnh mẽ. Nè các bạn đây nè. Đó, mình có thể chuyển động được một cái tay này thôi. Đó, đây là bạn trai anh. Bạn ấy rất là mạnh, nhưng mà không biết nghe lời mẹ gì hết. Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ thôi, chứ không có làm gì, chứ không có học bài gì hết trơn á. Bạn trai em này hư lắm. Bạn ấy có tay đấm rất là mạnh. Bạn ấy có nắm Nobita. Để bạn này nói đẹp cho mình diễn nè. Nè em ơi, muốn tao đánh không? Đó, nè, thấy bạn này đáng sợ chưa? Hãy comment cho mình biết nha. Rồi, nói chung là mình đã giới thiệu hết nhân vật Doraemon rồi. Giờ mình xin chào quý vị các bạn ngày mai nha. Bye bye.